ở nhà mình. Lá đậu đủ luộc. Lá thôi, không có gì hết. Rồi, cái chân này. Cả nhà mình xem nè. Sơn Ngọc đã ốm rồi. Ở nhà coi cái chân của bà chắc bằng cái tay của Sơn Ngọc. Cái chân luôn cả nhà, bằng cái tay Sơn Ngọc mà Sơn Ngọc đã ốm rồi cả nhà ơi. Dạ ông bà, cô chú anh chị thân mến, hiện tại thì Sơn Ngọc đang có mặt ở trong một ngôi làng. Ngôi làng này thì có rất là nhiều ông bà, cô chú anh chị người dân tộc Lắc Lây hiện đang sinh sống ở đây. Thì hôm nay thì Sơn Ngọc đến đây được một người bác của Sơn Ngọc có chia sẻ cho Sơn Ngọc biết rằng là một hoàn cảnh của một người bà. Thì không biết là nguyên do vì sao thì bà kiểu như là bị xích lại cả nhà. Xích lại không có cho bà đi lại như là một người bình thường. Thì để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện thì Sơn Ngọc mời ông bà, cô chú anh chị cùng đồng hành với Sơn Ngọc nhé. Con chào gia đình mình. Dạ, dạ, con chào bà. Không biết là bà cụ mà bị xiềng xích thì bà ở đâu vậy bà ha? Bà nuôi là nuôi thiệt là của em đây là. Dạ. Chị đâu này là. Dạ. Mình ăn là cho ăn. Là. Là con. Cô là người lo lắng cho bà. Dạ. Dạ. Là hiện tại bà đang ở đâu cô? Là... Hiện tại bà đang ở đâu? Bà đó hả? Dạ, bà bị xích á. Mình cho nuôi. Dạ. Dạ, cô dẫn con đến thăm được không? Dạ. Dạ, rồi sáng con gái ăn mì tôm hả? Dạ. Dạ, đi cô ha. Đi. Trên cái tuyến đường vô nhà bà cả nhà, mình phải đi qua một cái con hẻm rất là nhỏ luôn. Wow. Trời ơi. Con chào bà. Con chào bà. Bà hiểu con nói không? À. Bà hiểu con nói không? Hiểu không? Hiểu chứ. Hiểu à? Là cô là lo cho bà. Dạ. Dạ. Cô ơi, con biếu cho bà một bao gạo 10 ký. Dạ. Dạ cô cất nha. Cô cất đi, cô cất. Dạ. Cô cất đi, cô cất chỗ nào đi? Rồi, hay là mình trước mắt mình để đây đi, chỗ đây cho sạch. Dạ. Dạ, để đây cho sạch nha. Cô ơi, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh để 3 năm 72. Dạ năm 72. Dạ. À bằng tuổi của ba Sơn Ngọc luôn. Dạ. Dạ cô ngồi xuống đây với con tí nha. Cô là gì với lại bà này? Mẹ. Mẹ? Dạ. Dạ. Là gia đình của mình có mấy anh chị em cô? 6 đứa. 6 người. Dạ. Cô là út trong nhà hả? Phải. Út thì ở nhà riêng. Út thì ở nhà riêng. Dạ. Dạ. Cô là thứ mấy trong nhà? Phải là đồ một nhà. Dạ. Là bà thích ở với cô hay là cô thấy thương bà là cô lo thương cho bà? Bà. À cô thương bà. Dạ. Còn 5 người con còn lại là không thương bà hả? Hay là do gia đình khó khăn? Do gia đình khó khăn. Dạ. Là gia đình của cô là có 6 người đúng không thưa cô? Dạ. 6 người. Dạ. Là 5 người anh chị em trong gia đình của cô là ai cũng đều khó khăn hết. Hai 4 đứa gái, 2 đứa trai, chết rồi 1 đứa. 4 người con gái, 2 người trai. Chết. Mất 1 người, lại là còn 5 người. Dạ. Dạ. Nói chung là ở đây là ai cũng đều khó khăn hết. Nhưng mà dạ. Cái tình thương của cô dành cho bà thì nhiều. Chồng bà thì chết rồi, chưa có. Là ba của cô mất chết rồi. Mất rồi. Dạ cô ơi. Em trai cũng mất. Cô, không biết lý do vì sao mình lại xích bà lại như vậy bà cô? Cô ơi, lý do vì sao lại xích bà lại như vậy? Dạ. Cô, lý do vì sao mình lại xích bà như vậy đó? Bà đi phá đồ người ta rồi mình khóa bà. Dạ, là đi... Thả bà thì bà đi đầu, mình sợ tung xe người ta chứ. À. Bà đi phá đồ người ta nữa. Dạ. Quấn áo thì bà xé hết mà. Dạ. Bà đi phá đồ người ta. Là quần áo của bà? Quần áo của bà cũng xé luôn. Là quần áo của người ta bà cũng xé luôn? Dạ. Là bà hay đi lang thang ngoài đường? Ừ. Dạ, là cô sợ bà đi lang thang như vậy rồi sợ xe đụng. Dạ. Dạ. Mình xếp bà. Bà
Bà bị như vậy là lâu chưa cô? Lâu rồi, mình mới hồi mình nhỏ. Dạ, là bà bị vấn đề về... Bị tâm thần. Thần kinh thì lâu rồi. Lâu rồi. Dạ. Mới hồi mình nhỏ. Hồi cô còn nhỏ à? Giờ bà la thì mình không có thả bà. Dạ. Nên thì mình cúc bà thì bé... Dạ. Bé năm nay. Dạ cô. Khi mà cô xích bà lại như vậy đó là lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi cô? 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. Không ngồi là nhiều lúc trời mưa gió là bà cũng ở đây luôn hả cô? Ở đây luôn. Wow. Nếu mình thả bà thì bà đi lung tung. Là trời mưa gió cũng ở đây luôn. Dạ. Hiện tại con đang thấy là cái chòi của bà nè, nó chỉ có cái mái thôi, vách thì không có. Mà cái chòi nó cũng cao ráo một tí á. Thì trời mưa nó tạt vào thì sao? Biết đi. Trời mưa tạt vào rồi ướt hết người bà rồi sao cô? Nếu mưa ướt thì mình thả bà ở nhà chứ. À là trời mưa là cô dẫn bà vô trong nhà. Dẫn bà. Còn trời nắng khô ráo thì cô mang bà ra đây. Dạ. Nếu mưa thì bà dọn ở, mình dọn bà ở nha. Dạ. Là nhà của cô hả? Dạ, nhà của con, nhà của cô. Dạ, nhà của cô là được nhà nước tặng. Dạ. Nhà nước tặng cho bà này. Dạ, tặng cho bà. Là cô lo cho bà, là cô ở nhà bà. Dạ. Dạ. Lý do vì sao mình không cho bà ở trong căn nhà mà mình lại mang bà ra ngoài này vậy cô? Nếu dọn bà ở nhà thì đồ gì bà nó phá hết mà. À, dạ. Là nếu như mà cho bà ở trong nhà thì những cái món đồ mà gần chỗ bà thì bà vứt đi hết, phá hết. Dạ. Ờ, con nghĩ rằng là chắc bà ở đây á thì bà sẽ đi vệ sinh tại chỗ luôn. Dạ. Dạ rồi. Đi vệ sinh tại chỗ mình dọn lại. À, cô dọn. Dạ. Rồi cái việc tắm rửa thì sao cô? Tắm thì mình dọn, bà thì bà tắm xong thì mình cúc lại. Dạ. Rồi một ngày mình tắm một lần hả cô? Thôi, dạ. Dạ. Bà nhiều lúc cô lo lắng cho bà như vậy rồi bà có đánh cô không? Giờ bà đánh thì đánh chơi hơi xăng này thì bà đánh con thì bà đánh cô lại. À là nắm tóc hả? Dạ, nắm tóc. Wow. Nên bà sợ người lạ chứ không có người lạ thì à, bà quen mình biết mà. Là nếu như mà không có con là cô ngồi đây nãy giờ là bà tác động với cô rồi. Dạ. Là cô xích tay của bà lại hả? Ừ. Ôi cả nhà ơi. Không biết là cái hình ảnh này cho Ngọc sợ nó phản cảm á cả nhà. Là cô xích cái tay của bà lại. Có được không anh nhỉ? Cho cả nhà mình xem được không? Tại vì Sơn Ngọc không dám cho cả nhà xem cái hình ảnh này nữa, nó phản cảm quá mà rất là thương luôn cả nhà ơi. Đây, xích tay của bà lại nè. À, cũng lỏng thôi chứ không có chặt đâu cả nhà. Không có chặt đâu. Dạ dạ. Dạ rồi. Con đến đây con thăm bà, con giúp đỡ cho bà nha. À. Dạ, bà có ước mơ gì không? Hả? Bà có ước mơ gì không? Bà có mong muốn gì không? Thò con. Bà biết nói đâu. Gì không biết. Bà này không biết. Ê, như bây giờ là con giao tiếp với bà có hiểu con nói gì không? Nè. Nhớ đó, sợ hạ bộ câu tóc bởi vì nhớ mày giúp mẹ nhớ. Dạ. À, bà muốn con giúp cho bà cái gì? À. Là giúp cho bà đồ ăn thôi ha. Đồ ăn thôi. Để cho bà ăn thôi. Bố ăn đó, tập trọ cái gì chứ. Điện nè. Dạ. Ăn ăn đi nha, chứ ăn ăn ta nha, cô. Dạ. Là bà nói tầm bài vậy thôi. Dạ, bà nói tầm bài. Trên sổ ra đâu. Dạ. Rồi mấy cái này là mình để làm gì vậy cô? Bà ấm. Thôi, để dưới đất thì nó dơ rồi sao cô? Dơ thì dơ. Bà... Chú bà... Bà lên thì... Mình sợ bà ăn. Cái này là bà ăn á hả? Dạ. Là bà tự xúc ăn được không? À, ăn được chứ. Này là xôi. Ừ. Là bà tự xúc ăn. À, cô có đút cho bà ăn không? Không, bà tự nhiên bà ăn. Tự nhiên bà ăn. Bà...
mà con thấy bẩn rồi. Mới mưa thì sáng nè. Bây giờ bà vứt ngồi đây thì bẩn rồi. Dạ, này thôi vứt cho gà ăn nha. Dạ. Lát nữa trưa, lát nữa trưa cô đút cơm cho bà ăn hay là bà tự xúc ăn luôn? Mình đút cho bà ăn thì bà ăn từ bà ăn chứ. Dạ. Đó, trước mắt con để đây nha. Bà đói bụng chưa? Tức là hiện tại bây giờ là bà không có thể nào mà mình nghe và giao tiếp được với bà. Dạ. Là nếu như mà không có người lạ thì bà hay quậy phá. Dạ. Bà có la làng la xóm gì lên không cô? Giờ bà la làng thì bà lạ biết mà. Là có la, la làng la xóm nhiều lắm hả? Dạ. Khoảng cung giờ nào giờ, là bà giờ la? Giờ bà im thì im. Giờ bà la thì bà lạ. Khoảng cỡ giờ nào là bà quậy lên cô? Giờ nào cũng la hết mà. Dạ, giờ này cũng la hết. Nhưng mà hôm nay con đến con thăm là có người lạ là không la. Là tức là không dám la luôn. Dạ. Người lạ để thì ơi bà la lung sung. Dạ. Biết nhíp. Cô. Cô. Bây giờ hiện tại là cô đang lo cho bà đúng không? Cô cảm thấy khó khăn nhất là mình lo cho bà cái điều gì? Lo cho bà ăn hả? Đó là mình cảm thấy khó khăn nhất khi mà lo cho bà là mình lo tắm rửa này lo hay là mình lo cái việc vệ sinh bà đi tại chỗ. Mình lo tắm rửa thì tắm rửa. Giờ vệ sinh dọn vệ sinh. Dạ. Cả nhà mình ơi, hiện tại thì Sơn Ngọc đang ngồi ở đây. Và trải nghiệm thực tế thì thấy khi mà bà đi vệ sinh tại chỗ cả nhà thì ở xung quanh đây thì nó có mùi rất là nặng. Là con có tàu á. Bà có tùy đó. Bà có bà hay là xé đồ. Đúng không cô? Bà hay xé đồ của mình đúng không? Xé. Dạ, nếu như vậy, nếu như bà hay xé đồ của mình như vậy thì đồ đâu mình có mình mặc cho bà nữa. Mình lấy đồ mình cho bà. Bà xe thì mình lên lúc vương áo luôn. Lấy đồ của cô cho bà mặc. Dạ. Thì nếu như mà bây giờ Sơn Ngọc mua đồ mới tặng cho bà cả nhà thì sợ rằng là bà mặc bà ngồi dưới đất này cả nhà thì nó cũng dơ, với lại bà xé nữa thì nó cũng rất là uổng. Như cô mong muốn là muốn giúp cho bà cái điều gì không? Không hả? Biết đi. Là nước là mình để trong cái chai kia. Là để cho bà khát thì bà tự bà lấy bà uống. Dạ. Dạ. Rồi cô ở đây cô có làm công việc gì không thưa cô? Ôi dạ. Cô ở nhà cô lo cho bà thôi. Dạ. Dạ rồi. Ở nhà mình đau bụng miết mà mình muốn bụng bữa thì ba lỗ rồi mình không có làm gì. Cô cũng bị bệnh. Mình bệnh miết mà. Bệnh miết luôn. Mới vô bệnh viện. Mình bệnh gì vậy cô? Mình bệnh bữa thì đau bụng mỗi lúc thừa ba lỗ rồi. Dạ. Mình đau mỗi lúc thừa. Dạ. Dạ. Mình đau lại mình đi vô bệnh viện lại. Bệnh viện nói thì mô nữa. Mình không cho mô nữa. Mình về tại nhà mình nói thì mình chích bỏ. Trời. Mình không mua nữa. Trời, cô bệnh thì cô phải đến bệnh viện cô chữa bệnh chứ. Bữa nay thì bệnh đau hết toàn bộ này. Dạ. Bệnh viện nói thì mua lại mình không có cho nữa, mình nói thì mình về nhà mình chích ở nhà mình không có mua nữa. Ở nhà mình thì xui xẻo là mà. Cô sợ điều gì hả? Mình sợ chích. Bây giờ cô bị bệnh, cô không đến bệnh viện để cho bác sĩ chữa bệnh đó thì cô cũng mất. Mà cô bị bệnh mà cô cố chấp cô ở nhà như vậy thì cũng đâu có hết bệnh đâu. Mình sợ, mình mua rồi thì bệnh viện nói thì mua nữa, mình không cho nữa. Mình sợ chứ. Dạ. Trong gia đình của cô thì có mấy người con? Con của cô á? Con của cô hả? Dạ. Hai đứa con. Lớn hết chưa cô? Lớn có con rồi. À có con rồi. Có con, có nên có cháu mình. À, trưởng thành hết rồi, có con có cháu hết rồi. Cháu tước thì 14 tuổi. Dạ.
Hiện tại là vợ chồng cô là lo cho bà thôi. Dạ. Rồi cô lo cho bà như vậy thì chồng cô có nói gì không? Không, không có nói gì. Dạ, chồng cô vẫn thương bà. Dạ. Luôn ủng hộ cho cô để lo cho bà. Dạ. Dạ. Cả nhà mình ơi thì gia đình của cô thì cũng khó khăn mà lại thêm là lo cho bà nữa thì khó khăn nữa cả nhà. Dạ. Là trước mắt là cô là đã bị bệnh rồi, là không lao động được rồi nè. Không có lao động được. Thì bệnh biết công việc chính ở trên khu vực rừng núi là con thấy là bà con mình hay lên trên núi để mà trồng trọt. Ừ. Rồi mang quát nặng từ trên núi về làng để mà bán kiếm chút tiền thôi. Nhưng mà riêng cô thì bị bệnh thì không thể nào mình lên núi mình trồng trọt nè. Rồi mình mang quát nặng mình về với làng mình bán nữa nè. Thì cái đó là cái khó khăn của cô rồi. Rồi bây giờ là chỉ có là trụ cột chính là có chồng cô thôi. Rồi lo cho bà, lo cho các cháu. Đó. Rồi tới tháng tiền điện, tiền nước nữa. Dạ. Cứ một mình trồng thôi, lo tiền nước, tiền điện. Dạ. Mình không có làm được. Mình đau biết mà mình không có làm chân để lo. Nhà cô có chăn nuôi gì không thưa cô? Không có đâu. Dạ. Cứ hai con bò nó ốm. Ốm à? Hai con bò là của ai cô? Của mình. Của cô luôn. Hay là cô nuôi đẻ? Mình nuôi. Của riêng cô luôn. Dạ. Ốm quá. Ốm. Dạ, bò ốm quá thì đâu có giá đâu. Nó bị bệnh nó ốm hay là như thế nào cô? Là biết dịch bệnh. Dạ. Là cái căn chòi này là gia đình nhà cô là dựng lên cho bà là 7 năm rồi. Dạ. Dạ, lúc trước là bà ở đâu thưa cô? Ba đây hả? Dạ. Ở nhà chứ. Ở trong nhà. Dạ. Là thấy bà phá quá có lại. Bà nó phá quá thì mình làm cho bà riêng. Dạ. Cái chỗ này nếu như mà sửa sang lại một tí thì có thể là cho bà ở đây nó ok hơn cả nhà. Nếu mình lấy cái giường bà nó xe hết mà. Là lúc trước là bà có một cái giường xếp. Giường xếp ngồi này. Giường là bà xế hết rồi. Bà xế hết. Dạ. Là nếu như có cái thứ hai nữa thì bà có ngồi lên được không? Con nghĩ là nó giường lớn hơn bà nó xe mình để ở ngoài xong mình mua lại mua cái giường này thì cũng bà cũng xế. Dạ. Là bây giờ là nếu như có nữa thì bà ngồi có được không hay là bà xé? Ồ, bà xé chứ. Bà xé. Là nếu như mà mình mua tặng cho bà thêm cái giường xếp kia cả nhà thì có thể là bà xé nữa. Bà xé nữa. Dạ. Wow. Là cô không có mua thịt mua cá gì hả cô? Không có tiền mà mua thịt mua cá. Wow, không có tiền mua. Không có tiền cơ. Một mình ổng đi làm cơ một ngày. Một ngày cơ 150. Dạ, một ngày 150 nhưng mà công việc thì không có điều độ. Okay. Là có ngày làm có ngày không. Dạ. Cho nên là không có dư giả gì mình để mình mua thịt mua cá mình ăn. Dạ. Là chỉ ăn đủ đủ hay nhiều lúc là thiếu thốn mình mua mình hái lá đu đủ mình luộc mình ăn. Dạ. À, thay thịt thay cá. Là gia đình nhà cô cũng ăn lá đu đủ này luôn hả? Cứ ăn lá đu luôn. Là gia đình mình ăn sao thì bà ăn như vậy. Mình ăn thịt thì bà ăn thịt, mình ăn sữa đu thì bà không ăn sữa đủ. Dạ. Mình có tiền thì dạ. Mình mua chứ mình không có tiền thì ăn sữa lá sữa dạ. Đủ. Cô cho con mượn nha cô nha. Dạ. Cả nhà mình lá đủ luộc lá thôi không có gì hết. Dạ rồi cô cho bà ăn đi cô để bà đói. Bắt nhá. Bắt nhá. Bắt bé bắt bé. Cơm mình nấu hồi nào vậy thưa cô? Nấu sáng nay. Dạ nấu sáng nay. Bắt. À, bà tự xúc ăn. Ồ, thấy bà ăn cái thương luôn cả nhà. Cô thử biểu cảm của bà khi mà ăn lá đủ đắng thế như thế nào cả nhà. Không có một chút biểu cảm nào luôn. Bốc nha. Nếu như mà Sơn Ngọc và cả nhà mình không biết ăn đắng á, mà lâu lâu mình ăn cái món lá đủ này á, thì ăn không được á cả nhà. Bông buồn, chậu buồn chậu được. Chắc là bà quen rồi. Quen chứ mình cho ăn biết mà. Dạ cho ăn biết thôi ha. Dạ. Cô. Rồi nhà mình không có gì ăn. Ôi ừ. Bà đòi nữa nè. Bà đòi ăn lá đủ hơn là đòi ăn cơm luôn. Ừ.
bố bố đó. Ngon không bà? Ngon không? Cật đầu ngon. Dạ. Bà ơi ăn ăn mà. Bà ơi. Bà ơi. Bà. Bà thèm ăn thịt không? Thịt. Thịt mình nói thì sao cô? Mình nói tiếng rắc lây của mình nói như thế nào cô? Rà lo. Rà lo. Thịt thì rà lo. Dạ là con thua rồi. Cô nói cho bà nghe thử đi rồi bà thèm ăn thịt không? Nè. À, hào rà lo chị. Thèm không? Thèm không? Bà nói thèm không? Thèm chứ. Thèm. Thèm chứ. Dạ thèm nhưng mà không cả có đạt. Không thèm, thích không thèm. Mình không có tiền mà mua. Dạ. Nếu có tiền thì mua thì bà ăn chứ. Dạ bà ăn cơm vô nữa đi cho nó non. Bóc nó no bụng. Chứ ốm quá rồi. Ốm quá, ốm như kỳ tâm luôn rồi. Bóc bên này. Trời Ngọc thì ốm mà thấy bà còn ốm hơn nữa cả nhà. Ốm, ốm ló đầu quá chân nè. Rồi ơi, cái chân này. Cả nhà mình xem mà. Sơn Ngọc đã ốm rồi. Ở nhà coi cái chân của bà chắc bằng cái tay của Sơn Ngọc. Cái chân luôn cả nhà, bằng cái tay Sơn Ngọc mà Sơn Ngọc đã ốm rồi cả nhà ơi. Rồi thấy bà ăn lá đỗ mà thấy thương luôn cả nhà. Cái món lá đỗ này ăn được chứ không phải là không ăn được, nhưng mà nó phải là thực sự nó là rất là đắng. Nhưng mà đắng chưa, bà vui ăn. Cái món ăn lá đỗ này á hầu hết là truyền thống của bà con người dân miền núi rồi cả nhà. À, hỏi gia đình nào mà không có thịt cá ăn nè, là hai lá đỗ ăn. Lá đỗ có thể là trị bệnh rất là nhiều cả nhà mình ơi. Rồi thấy bà ăn ngon cực kỳ luôn á. Ngon bà. À. Dạ. Anh à. Còn bà hay không á? Dạ. Bà nói gì vậy cô? Bà nói lung tung mà. Nói lung tung. Dạ. Dạ. Nhà cổ. Cả nhà mình ơi, theo cái suy nghĩ của Sơn Ngọc á, nếu như mà có thể Sơn Ngọc có khả năng á cả nhà, Sơn Ngọc sẽ làm cho bà một cái chòi ấm cúng hơn một tí. Và cái nền này nè, mình làm cái nền gạch bông á cả nhà. Mình dễ vệ sinh với lại nó dễ khô và nó sạch sẽ. Nó không có những cái hạt cát li ti như này. Nó bẩn đồ với lại bà ngồi lâu á, thì Sơn Ngọc sợ nó ảnh hưởng đến phần da thịt của mình. Nó lở lét ra. Chắc vài bữa nữa Sơn Ngọc đem cái tăng đơ xuống cắt tóc cho bà quá. Như con cắt hết tóc bà ngắn lại như nam luôn rồi, được không cô? Là mình ở đây mình đâu có thợ cắt tóc gì đâu đúng không cô? Có chứ. Có hả? Ừ. Rồi thợ cắt tóc có đến đây cắt tóc cho bà được không? Chắc không dám đâu. Không dám đâu. Dạ. Chắc vài bữa nữa Sơn Ngọc sẽ đem một cái tăng đơ xuống ủi hết. Ủi hết tóc cho bà luôn. Cho nó thoải mái. Bà nha. Vài bữa con cắt tóc cho bà nha. Rồi bà ngó nguyên một cục luôn cả nhà. Rồi thấy ăn thương ghê. Mà bùa. Cô qua đây cô ngồi với con tí. À. Dạ đây hôm nay con mang cái bao gạo này 10 kg là dạ. Con xin phép chú Khâm dạ. Gửi cho gia đình của mình nha cô nha. Dạ. Dạ. Có gạo ăn. Cảm ơn con nha. Cô cảm ơn chú Khâm. Cảm ơn chú Khâm. Dạ. Rồi đây nữa con sẽ gửi cho cô một số tiền để dạ. Cô có thể là mua thịt, mua cá rồi mua những cái món đồ ăn để dành ăn trong gia đình rồi lo lắng cho bà nữa cô nhé. Dạ. Dạ tại vì ở trong khu vực này là ở làng không phải ở trên núi. Ừ. Cho nên là con có thể là mua được tại vì dạ. Tiệm tạp hóa thì nó sát bên. Dạ. Dạ còn gạo này thì con chở ở nhà con dạ. Chở đến. Dạ. Đấy. Dạ con Sơn Ngọc xin phép cô Phương ở nước ngoài. Con xin phép con trích số tiền 1 triệu của cô ra để mà con gửi cho cô để mà cô lo cho bà. Dạ đây 200 cô, 200, dạ. 400, 600, 800, 1 triệu. 1 dạ. Triệu này là của cô Phương dạ. Ở nước ngoài. Dạ.
cô gửi lời cảm ơn đến với cô Phương đi cô. Cảm ơn cô Phương. Dạ. 500.000 này là của một người anh xin giấu tên. Dạ. Cô nhá. Dạ. Dạ, của một người anh xin giấu tên. Để con xem lại anh xin giấu tên có ở ở đâu hay không. Dạ. Anh đó chỉ nói là xin phép giấu tên thôi. Dạ. Anh xin giấu tên gửi cho anh gia đình của mình là 500.000. Dạ, một người anh xin giấu tên. Một người anh xin giấu tên. Dạ. Cô hiểu tiếng Kinh nhiều không cô? Không. Không nhiều ạ. À. Dạ. Rồi, hiện mẹ tại cảm ơn. Dạ, mẹ cảm ơn. Mẹ cảm ơn con nhiều. Rồi cô cất tiền nha. Dạ. Cất tiền rồi mua thịt mua cá rồi lo cho bà. Dạ. Dạ. Cất đi cô, hiện tại con đang cầm trên tay là 1,5 triệu nha cô nha. Dạ. Cô biết tiền không? Biết chứ. Dạ, đây là 500.000. Ừ. Còn trong này là có 5 tờ 200.000. Biết. Dạ, 5 tờ 200.000 là 1 triệu. Mẹ biết. Dạ. Mẹ cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Dạ con Sơn Ngọc xin phép thay mặt gia đình cô, xin phép thay mặt bà. Con cảm ơn cô Phương ở nước ngoài rất là nhiều ạ. Con chúc cô và gia đình của cô luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và em Sơn Ngọc cũng xin phép thay mặt gia đình của người cô và thay mặt bà. Cảm ơn anh xin giấu tên. Em chúc anh và em chúc gia đình của anh luôn có thật là nhiều sức khỏe. Và chúc cả nhà mình đang xem video của Sơn Ngọc luôn có thật là nhiều sức khỏe ạ. Mình có sức khỏe thì mình có tất cả cả nhà mình nhé. Dạ. Và con không làm phiền gia đình của mình nữa, để cho bà ăn. Dạ. Nhưng mà bà ăn hết trơn rồi. Lá đủ, ăn hết luôn cả nhà. Ăn một tô luôn. Lá đủ hết luôn. Rồi bà bóc thêm nữa. Bà quen ăn mà. Dạ. Biết ăn đó. Cô ơi, rồi vài bữa nữa cô cho bà ăn á. Đến khi mà cô cho bà ăn á, cô lấy nước cô rửa cái tay của bà. Dạ. Rửa tay á, để nhiều lúc bà bóc á, bà bóc ăn á, dơ. Dạ. Dạ, nó dơ thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Dạ. Dạ. Ăn sạch luôn này cả nhà. Trắng tô luôn. Bây giờ còn một giọt nước lá đủ thôi. Dạ, Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn ông bà, cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu đón xem video của Sơn Ngọc nha. Và Sơn Ngọc cũng xin phép khép lại video tại đây. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.